Bạn chính là cội nguồn của bạn. Bạn chính là tạo hóa của bạn. Tâm trí luôn dẫn dắt bạn về quá khứ hoặc tương lai. Tâm trí luôn dẫn bạn đi từ tư tưởng này đến tư tưởng khác, suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Tâm trí bạn luôn mong muốn thực tại phải diễn ra theo ý nó mong muốn. Vì thế, tâm trí luôn cho là hoặc phải là. Trong khi đó, thiền chính là lưỡi kiếm bén chặt dứt lòng chảy tâm trí, giúp bạn có được sự tự do khỏi tâm trí và hưởng được phúc lạc tối thượng của thực tại. Thiền làm được điều đó vì thiền giúp bạn an trú ngay nơi thực tại đang là. Thiền giúp bạn nhận biết được những gì đang diễn ra ngay nơi thân, tâm, cảnh trong giây phút đang là này. Thiền giúp bạn sống sâu sắc từng khoảnh khắc và đưa bạn qua bờ bên kia, bờ của tự tại vô ngại, giải thoát an lạc. Vì thiền chính là thực tại đang là này, nên người sống thiền không bao giờ bắt thực tại phải là hay cho là theo sự mong muốn của bản ngã. Người sống thiền là người luôn sống với cái đang là, không quá khứ, không tương lai, chỉ có trọn vẹn ngay cái đang là. Trong giây phút đang là này, tâm trí hoàn toàn vắng mặt. Khi tâm trí hoàn toàn vắng mặt, thì cái không tâm trí sẽ hiển bày. Cái không tâm trí ấy chính là cánh cửa giúp bạn trực nhận ra chân lý. Cái không tâm trí ta còn gọi là tâm vô niệm hay còn gọi là tâm biết. Và tâm biết này cũng chính là con người chân thật vô sinh, bất diệt của bạn. Con người siêu tuyệt vượt thoát mọi sự đối đãi nhị nguyên và luôn có mặt trong giây phút đang là. Nhận ra điều này, bạn sẽ thấy rằng bạn chính là cội nguồn của bạn. Bạn chính là tạo hóa của bạn. Bạn xưa nay vốn đủ đầy, viên mãn, không cần phải thêm bớt điều gì.